giải thêm một cái câu từ trên trời rơi xuống. Rơi đâu không rơi, tại sao rơi trong nhà của tôi vậy? Thế giới bất ngờ, một người lạ bỗng làm cha, thì điều gì sẽ xảy ra? Chăm lo các con đến tuổi già, rồi từng ngày pha lốt xa. Ôi tôi nghĩ suy sao mệt quá. Có lẽ ông trời chẳng buộc mình phải bỏ rơi, để từng ngày tiếng à ơi, bên nhau sớm hôm chẳng thể rời. Vì nhà mình là ở đây, nơi sinh các con chẳng phải trời cao. Sẽ mới lên cha dần, đôi khi cha hay trách con, cha hay mang lang. Thế rồi khi ta trong một nhà, hiểu lầm thì sửa bỏ qua. Ở đâu đó thế giới quanh ta, hạnh phúc cũng chính là quà. Nào mình cũng sẽ chỉ tìm cười à ha. Mới ở bên cha sẽ chẳng rời xa cha con chúng ta. Trời đất ơi, lúc nào tôi về tôi phải kêu réo vậy đó. Ủa, mà chị đi đâu mà mua đồ nhiều dữ vậy? Cái này đẹp quá nè chị. Son Yurika. Chăm lấy màu này nha, cái này màu đẹp nè. Son màu đỏ, hương hoa bách hợp. Đẹp quá. Hey, nó hương hoa ly đi, cho nó việc hóa xíu phải không? Đâu, đâu. Đưa đây. Nhiều chuyện quá, đâu phải của hai cô. Thấy mấy tay chừng. Chị Vy, tối hôm qua chị nói là hôm nay Hơ Sen sẽ quay lại. Chị sao giờ này chưa thấy Hơ Sen đâu nữa? Là Hơ Sen. Dạ, em kính cẩn nghiêng mình chào chị Vy. Ủa, chứ không phải là chị Hơ Sen hả? Cái này là hồ gì đấy chị? Dạ thưa chị Vy, em tên là Lượng, đồng nghiệp của chị Hờ Sen trong cộng đồng ô xin quốc dân á chị. Cộng đồng ô xin quốc dân là gì chị? Từ từ sẽ biết. Nghe nói sắp tới á, có phim về ô xin quốc dân á, nhớ coi nha. À, Hờ Sen có gửi hình của em cho chị rồi. Dạ. Ở ngoài nhìn xinh hơn ha. Dạ. Ủa mà cưng, em làm được việc nhà không? Dạ biết chứ, từ miền Tây sông nước, gạo trắng nước trong. Em là đồng nghiệp của chị Hờ Sen, chắc chắn là em sẽ làm tốt. Chị, em thấy á, chị này á, đẹp hơn chị Hơ Sen nè. Mà còn nói chuyện dễ nghe hơn chị Hơ Sen nữa. Mà không biết làm sao thôi à, bây giờ chị cho chị đó thử đi. Thử đi thử, sợ gì, vàng thì không sợ lửa. Ủa, mà hai cưng lễ gì trong nhà này vậy? Sao chị Vy đứng đây mà hai đứa ngồi đó? Trời đất ơi, đứng dậy nhanh lên, nhanh lên. Đứng dậy đi làm việc. Trời đất ơi, chén nước gì chưa rửa chưa? Đi rửa chén đi, nhanh lên. Con bé này rửa chén, con bé này dọn dẹp chỗ này đi nghe chưa? Lười biếng gì hết trơn à, y như hai cái hũ mắm treo đầu giường á. Làm việc nhanh lên. Được à. Dạ. Nhà này phải có một người như vậy, chứ không thôi hai đứa này nó lờn mặt hết. Ủa cưng. Dạ. Sách gì nhiều vậy? Trời ơi chị ngồi đi chị. Nè nha, em đem nhiều thứ lên lắm. Bông điên điển nè chị, mắm cá linh nè chị. Trời ơi, hai cái này mà kết hợp với nhau hả? Hết sảy luôn. Trời ơi, nhiều lắm, một bịch mắm luôn. Em đem cả một bộ sưu tập mắm lên cho chị ăn luôn. Ôi, em làm hết hả? Dạ đúng rồi. Hay quá ta. Mà ăn được không đó? Chị này, được chứ. Em ha, em có một cái ước mơ. Sau này em sẽ để dành tiền tiết kiệm trong khoảng thời gian làm ô xin nha. Em sẽ đầu tư mở một nhà hàng mang tên là Mắm Lượng. Mắm Lượng. Cười cái gì? Nhìn người ta vậy mà người ta có hoài bão. Còn hai cô nhìn lại hai cô đi, không có làm được cái trò trống gì hết trơn á. Em. Dạ. Cảm ơn em nha. Dạ. Chị nhận. Nhưng mà nói nghe nè, em cứ trừ vô tiền tiêu vặt của chị với việc thi và đào đào. Ủa, chi vậy chị? Chị kêu làm cho nhà mình ăn mà, sao tự nhiên chị trừ tiền của tụi em? Không có cái chuyện đó nữa. Nhà này bây giờ tất cả mọi người đều hưởng dịch vụ như nhau mà đúng không? Thì trừ cũng phải trừ tiền ngang nhau chứ. Nhưng mà... không có nhân nhị gì hết. Bây giờ nếu mà không tính tiền á là tôi khấu trừ vào cái tiền tiêu vặt hàng tháng của hai đứa đó. Ok. Đưa đồ ra cho tôi. Cảm ơn. Chị Vy dạo này chị bị sao á? Thank you.
vậy? Thấy không? Đúng là cái đồ thùng rỗng mà kêu to. Vậy mà kêu là ô sinh tài năng rồi, ô sinh số 1 rồi. Kiểu này tôi phải lấy máy quay, tôi quay lại Mét TV. Đúng rồi đó, Mét TV. Hay nhất là Mét TV luôn. Gì đó? Nè nè nè, đứng nó to nhỏ cái gì? Chị Vy, chị lượm á chị Vy. Nãy giờ chị... Mày không thấy hả? Không thấy hả? Người ta đang làm việc chăm chỉ vậy mà mét cái gì? Đứng đây nè, không biết phụ hả? Lượm. Dạ. Lại đây. Dạ. Bắt đầu ngày hôm nay, tôi sẽ áp dụng chính sách thắt lưng buộc bụng. Hả? Hả gì? Mọi chi phí trong nhà này đều phải được tiết kiệm tối đa, trừ những chi phí cần thiết. Còn lại các chi phí khác thì tôi yêu cầu tất cả mọi người đều phải cắt xén hết cho tôi. Thôi tiêu mình rồi, chắc là chị cắt giảm mình luôn á. Ai mua sắm, chi tiêu cái gì thì cũng phải xuất hóa đơn lại cho tôi, để cho ba và chú Tùng của mấy người về tôi còn có cái để đối chiếu. Ủa chị, mà sao tự nhiên chị cắt nửa chi tiêu chi vậy? Tháng nào ba em cũng gửi tiền về mà, tiết kiệm chi chị? Trong nhà này, ba cô và tôi là người có quyền nhất trong căn nhà này. Nhưng mà ba cô đi vắng rồi. And ý tôi là ý trời. Lượm. Dạ. Ủa chị cắt của em luôn hả? Chị em mới làm mấy ngày em chưa có lương gì hết trơn, không có đồng nào trơn. Ủa chị cắt tóc của em nè, chứ em không có gì hết trơn á. Anh đã cắt gì đâu? Có tật giật mình hả? Dạ. Tôi phải xem xét lại tình hình tiết kiệm của nhà này, rồi tôi mới coi có nên cắt xén cô hay không. Vậy là chị không có cắt của em hả chị? Em chưa bị lính hết hả chị? Em cảm ơn chị. Nhưng tôi yêu cầu cô quan sát, theo dõi và báo cáo tình hình tiết kiệm của các thành viên trong căn nhà này và báo lại với tôi. Dạ, em sẽ cố gắng. Ôi giời ơi, cái ngày gì mà đến con ruồi cũng không thèm vào quán. Chỉ có hai cái con chuột danh ám quẻ từ sáng đến giờ. Chắc đóng cửa quán về quê làm ruộng quá. Chú Phượng, chào chà. Ghê nhỉ. Chấm thì chấm. Chà đấy. Kinh nhỉ, học đòi người lớn cũng ly. Tóm lại hôm nay có chuyện gì mà hai đứa sang đây ám từ sáng đến giờ? Thì chị Vy á chú. Hồi trước có ba Tùng của con á, chăm sóc con với Việt Thi không có sao hết á. Tự nhiên bây giờ ba Tùng đi xong rồi chỉ đì hai đứa con à. Đì là đì như nào? Trời ơi chú ơi, nói đì vậy thôi chứ còn nhiều chuyện kinh khủng hơn vậy nữa. Ta biết ngay mà, ta nhìn là ta cũng đoán ra. Rất có thể là nó đang bị... Ủa? Hai đứa qua đây ngồi với chị Vy hả? Sao sáng mới thấy tóc dài đẹp lắm mà giờ chui luôn vậy? Sao sáng không cho em ăn gì hết trơn vậy? Sợ người này, Vi vùng nào ở đây? Chị bị sao vậy chị? Này là chú Vượng mà. Chú Vượng hả? Nhờ chú Vượng. Là con hâm hâm, giống đực, đàn ông. Ủa, ai đưa qua đây hả? Sáng ra ăn gì chưa? Có gì ăn không cho chị ăn, cho chị đói bụng. Đấy, thấy chưa? Chứ nói có sai đâu. Con Vi dạo này là thay tính đổi nết, cho nên bỏ đói con bé này. Trời ơi, khổ thân con gái. Có sao không? Con đói bụng sắp chết luôn rồi chú ơi. Hồi nãy hai đứa nhỏ vừa ra khỏi nhà, chị bị chỉ đi luôn chứ không cho con ăn gì hết trơn. Úi giời ơi, đúng là con bóc lột. Trời ơi, đói quá. Bánh đây. Không còn lo đói. Wow. Ăn đi, chú mời. Trời, con cảm ơn chú Dượng nha. Thank you.
Dạ ngon. Đúng rồi đó, chú Dưỡng nói đúng á. Chúng mình phải cùng nhau tìm cách để có thể đưa chị Vi ngày hôm qua trở về. Đúng rồi, ba đứa mình phải hợp tác để đưa chị Vi trở về. Một, hai, ba, yeah. Có thế chứ, phải hợp sức lại. Anh thoải mái đi đã nha. À, hôm nay không có Vi ở đây, ăn bét nhẹ. Dạ. Con cảm ơn chú. Muốn ăn thêm gì cứ nói, chú mang đến tận nơi phục vụ tận răng. Nhìn mấy đứa nó ăn, thôi thương quá, đau xót quá, đau cõi lòng. Trời ơi, no quá rồi chú ơi. Nó dạ mèn. Ngon không mấy đứa? Dạ ngon. Cảm ơn chú. Thế nha, lần sau có đói cứ ra quán chú Vượng, chú phục vụ tận tình, tận răng. Yeah. Trời đất ơi, thấy chưa? Tôi nghi lắm mà. Ba đứa tụ tập qua đây ăn uống vậy đó hả? Đi về, nhanh lên. Dạ. Hay. Về là về thế nào? Trả tiền chứ mà về. Ủa? Trả tiền gì chú? Nãy chú kêu tụi con ăn đi mà. Dạ. Ăn đi mà là mời cái đĩa bánh này này. Nói rõ rồi không có đưa vào bill. Còn lại tất cả những thứ này order cho sướng mồm. Sao bây giờ nói như không thế ạ? Đào Đào, có đem tiền không? Tôi mang có 50 ngàn à. Chị có mang tiền không? Không, 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 không. Đừng bao giờ nói chuyện tiền bạc với mấy đứa như tôi. Chị Vy. Chị Vy. Thiệt tình á. Dạ, bao nhiêu vậy chú Dượng? Ít thêm à, cái xíu thôi à. Trời đất ơi. Sao vậy? Lúc nào cũng đi kiếm chuyện vậy đó hả? Có ai nghĩ giùm như tôi không? Đâu phải đâu chị Vy. Tại chú Vượng dụ tụi em ăn hơi lố xíu chú bộ. Lố cái gì? Lố cái gì mà tới 1 triệu mấy lần? Vừa phải rồi chứ. Chị thôi đi chị Vy. Tụi em mới là người bị hãm hại nè. Mỗi tháng hở 3 tuần gửi gì chị biết bao nhiêu tiền? Mấy chục triệu. Mà chị chỉ biết đi shopping cho một mình chị thôi à. Còn bỏ đói tụi em vậy đó. Đúng rồi đó. Chị Vy lúc trước mà tụi em biết á, lúc nào cũng yêu thương tụi em hết. Còn bây giờ chị ích kỷ, tính toán chia ly. Bây giờ chị cần tiền triệu chứ gì? Để tí xíu em này đào đào về gom tiền triệu trả lại cho chị. Chị chịu chưa? Em xin lỗi chị Vy nha. Tại tụi nhỏ nó bức xúc quá nên nó mới như vậy thôi. Chị đừng buồn tụi nó nha chị Vy. Thẳng thắn với nhau vậy cũng tốt. Ai rồi cũng khác mà. Mai ơi đêm trăng sẽ chẳng rời xa cho con chúng ta phong bao bước qua. Vì nơi đây sẽ chính là nhà, có tình yêu thương thiết tha. Và chẳng sẽ mãi mãi chờ chờ.